Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để đăng ký một tài khoản trên trang web binomo.com và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để các bạn có thể sử dụng thành thạo và hiệu quả nhất cái charting, tức là cái biểu đồ của Binomo nhé. Thì Binomo ấy là một cái sàn giao dịch tùy chọn nhị phân rất là thông dụng ở trên thế giới và cũng tương đối thông dụng ở Việt Nam. Tại vì Binomo ấy hỗ trợ tiếng Việt trên giao diện website cũng như là hỗ trợ support bằng tiếng Việt một cách trực tuyến. Ví dụ nếu các bạn có câu hỏi gì đấy thì các bạn có thể click vào đây, sẽ có một cái support agent, tức là một người support sẽ hỗ trợ cho các bạn bằng tiếng Việt luôn. Thì ở bên dưới link ở dưới phần mô tả ấy, thì mình đã để một cái link mà các bạn có thể mở tài khoản Binomo hoàn toàn miễn phí với 1.000 đô để các bạn có thể bắt đầu giao dịch trên sàn tùy chọn nhị phân. Và mình cũng để một cái link với một cái hệ thống giao dịch tự động mà các bạn có thể kiếm được ít nhất là 200 đô một ngày. Thì quay lại với Binomo, thì Binomo nhận được khá nhiều giải thưởng, như là năm 2016 thì nhận được giải thưởng về công ty môi giới chứng khoán tốt nhất của năm. Vào năm 2015 thì nhận được tài khoản của Forex Award về công ty môi giới chứng khoán tốt nhất về mảng tùy chọn nhị phân, và cũng được Forbes nhắc đến rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đăng ký. Mình click vào đăng ký. Thì các bạn sẽ đăng ký bằng email và mật khẩu của các bạn. Thì email của các bạn là, ví dụ, các bạn điền mật khẩu của các bạn lưu ý là mật khẩu gồm cả ký tự và chữ số, tức là mật khẩu có cả ký tự và chữ số nhé. Sau đó thì tùy chọn về đô la hay là euro, thông thường thì mọi người sẽ sử dụng đô la. Click ở phần đăng ký. Các bạn điền tên của các bạn vào. Các bạn điền số điện thoại của các bạn vào. Các bạn click vào mở tài khoản demo nếu mà các bạn muốn mở một tài khoản dùng thử trước, hoặc là các bạn mở tài khoản thực, tức là bạn đã sẵn sàng và các bạn muốn nạp tiền vào Binomo. Thì số tiền nạp tối thiểu là 10 đô, nhưng mà mình khuyên các bạn ấy nên nạp ít nhất là 100 đô để các bạn ấy có thể giao dịch một cách thoải mái hơn. Cái số tiền giao dịch tối thiểu của Binomo là 1 đô, là rất là thấp ở trong cái thị trường tùy chọn nhị phân. Click vào mở tài khoản demo. Thì với Forex cũng như tùy chọn nhị phân ấy, thì sẽ luôn có cái rủi ro đi kèm, hoặc là với bất cứ cái lĩnh vực kinh doanh nào thì luôn có rủi ro. Chính vì thế mà Binomo thông báo cho mình cái cảnh báo rủi ro là bạn có thể thua lỗ khi bạn chơi cái tùy chọn nhị phân này. Nhưng mà bên dưới phần mô tả mình đã đặt một cái link để các bạn có một cái hệ thống tự động mà sẽ giúp các bạn là chiến thắng trên 90% số lần giao dịch. Thì sau đây thì Binomo sẽ có một cái special offer dành cho bạn là 25% vào cho tài khoản tiền gửi đầu tiên. Thì Binomo cũng có rất nhiều cách để giúp bạn gửi tiền, như là dùng thẻ tín dụng này, thẻ Mastercard này, thẻ Visa này, dùng Webmoney này, cũng như Kiwi và Neteller. Với Việt Nam ấy, thì các bạn có thể sử dụng các thẻ của Bảo Kim, tức là sử dụng qua cái hệ thống của Bảo Kim để các bạn nạp tiền vào cực kỳ là dễ dàng. Thì đây là cái gọi ở trong tiếng Anh gọi là trading platform, trong tiếng Việt có thể gọi là một cái sàn có thể gọi là một cái sàn giao dịch trực tuyến. Đây chính là cái hệ thống về biểu đồ. Bạn có thể thấy là đây là cặp tiền Euro USD, các bạn có thể chọn rất nhiều cặp tiền khác nhau.
và chọn cả gold này, tức là vàng đấy, hoặc là chọn những cái mã chứng khoán như là Bitcoin chẳng hạn. Các bạn có thể chọn những loại biểu đồ khác nhau như là mountain tức là biểu đồ núi này, candle tức là biểu đồ hình nến này, candlestick đấy, line là đường này, mình click vào đây cho bạn nhé. Đây chính là biểu đồ về candlestick, là biểu đồ thông dụng nhất mà mình luôn luôn dùng biểu đồ này, bởi vì candlestick ấy, nó sẽ giúp mình có thể nhìn được những cái hệ thống rất là hay, và những cái candle như kiểu là pin bar hay là những cái giúp mình có thể định hướng được cái xu hướng của thị trường, có cả bar đấy, nhưng mà thông thường mình sẽ dùng candlestick nhá. Và đây là cái thời gian, tức là cái time frame của mình là có 5 giây, 15 giây, 30 giây, 1 phút và 5 phút. Nếu mà bạn muốn trade nhanh thì các bạn sử dụng biểu đồ hình 5 giây, nhưng mà chậm thì bạn có thể sử dụng 5 phút. Đây, nó đang tải dần cái biểu đồ. Bây giờ mình sẽ quay lại biểu đồ khoảng 5 giây nhé. Và đây là các chỉ báo, thì có những chỉ đường chỉ báo như là đường trung bình động, đường MA đấy, đường MACD, giải Bollinger Band, Alligator và chỉ số RSI. Thì thông thường là mình dùng giải Bollinger Band để mình thực hiện giao dịch. Click vào đây thì sẽ có Bollinger Band sẽ có period là 20 và standard deviation là 2. Tức là nó sẽ có 3 đường. Một đường là có đường trung bình động là 20 và hai đường, một đường trên, một đường dưới, là mỗi đường là cộng 2 và trừ 2. Thì đường Bollinger Band của chúng ta sẽ như này chẳng hạn. Cái phương pháp trading của mình rất là đơn giản, là khi mà ấy, thị trường ấy chạm vào đường Bollinger Band bên trên ấy, thì mình sẽ ấn sell, tức là ấn put. Khi mà chạm vào đường bên dưới ấy, thì mình sẽ ấn call. Cái sàn này thì có một số những cái công cụ thêm như là bạn có thể vẽ ray, vẽ đường này, vẽ xu hướng này, vẽ horizontal tức là vẽ đường ngang, vertical là vẽ đường dọc, rectangle là vẽ một cái, tức là vẽ một cái đường chéo đấy. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt cái Bollinger Band vào nhá, giải Bollinger Band. Ok, và bây giờ mình sẽ trade thử cho mình. Hiện tại bây giờ tài khoản demo của mình đang có 1.000 đô đúng không, và bây giờ thì theo quan điểm của mình ấy, thì sẽ là đi xuống, thì mình sẽ ấn put với mình đặt là 10 đô trên một lần, tức là mình sẽ risk là 1% của tài khoản, thì mình sẽ đặt xuống. Rồi mình đặt lệnh, các bạn thấy đấy, Binomo nhận lệnh cực kỳ nhanh trên một cái thị trường mà đang trực tuyến thế này, Binomo nhận lệnh cực kỳ nhanh. Chính vì thế mà các bạn không lo là cái lệnh của bạn sẽ không được hoạt động hay là không được thị trường nhận, tức là có một cơ hội nhưng mà bạn đặt lệnh, nhưng mà khi mà bạn đặt lệnh ý, mà khi đến thị trường nhận ý, thì cái giá của nó ý, đã thay đổi rồi, các bạn không phải lo vào trường hợp đấy. Và cái thời gian còn lại của mình là 11 giây, tức là cái thời gian mà kết thúc ý, thì là còn 36 giây, 35 giây, và bây giờ mình đang có lời đấy. Thu nhập dự kiến của mình là 18,6 đô. Đấy, các bạn thấy có đơn giản không ạ? Và mình chỉ cần trong vòng 1 phút ý, mình đã kiếm được tầm 8 đô, tức là khoảng 200 ngàn Việt Nam đồng, cực kỳ nhanh và dễ dàng. Chính vì thế mà Binomo ấy là một cái cách trading mà mình cảm thấy là tốt hơn Forex rất nhiều, và các bạn có thể tham gia vào thị trường và chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Rồi bây giờ mình đã kết thúc và chúng ta đã giao dịch hoàn tất, và chúng ta đã có lời là 8,6 đô, cực kỳ là dễ dàng đúng không ạ?
Rồi, video hướng dẫn của mình hôm nay đến đây là kết thúc nhá. Xin chào tất cả các bạn.